Em xin chào mọi người nhé. Em là Cảnh, em đến từ kênh YouTube Tôi Nhật TV hàng Nhật chính hãng. Thì ở đầu video ấy, em xin phép được hướng dẫn mọi người cái cách kết bạn Zalo với em. Bởi vì rất là nhiều người không biết cách kết bạn này, cho nên em xin phép được hướng dẫn. Thông thường ấy, ở Việt Nam mình nó sẽ là cái 84 nhá. Đầu tiên đấy, ở Việt Nam toàn là 84 như này mọi người ạ. Mọi người phải chuyển về Nhật Bản nhá. Chuyển về Nhật Bản thì mọi người tìm Nhật Bản thì nó sẽ là Japan đúng không ạ? Mọi người xuống đây mọi người chọn Japan này. Bởi mình sống ở Nhật mà nên số điện thoại của mình sẽ là ở Nhật đấy, thì mọi người ấn số này 0704352385 đúng không ạ? Sau đó mọi người ấn tìm. Đấy, nó sẽ ra ngay tên mình này, Cảnh, hàng Nhật chính hãng. Sau đó mọi người ấn kết bạn, thế là ok đúng không ạ? Xin chào mọi người đến với kênh YouTube Tôi Nhật TV hàng Nhật chính hãng. Thì mình là Cảnh, nay mình quay cho mọi người một số con đồng hồ nhé. Cái video này thì chỉ có đồng hồ giảm giá 50% và từ gọi là 30% trở lên đúng không ạ, cho mọi người xem. Đây tuy nó không phải 50% nhưng mà nó cũng rất là đẹp đúng không ạ. Mấy con lộ cơ ở góc 9 giờ này, mấy con này đường kính nó tầm khoảng 40, 41, 42 đấy, trong cái khoảng đấy mọi người nhé, khoảng 42 gì đấy. Đấy, con Seiko này là mạ vàng xung quanh này. Mấy con Seiko đây là Seiko nhỏ nha mọi người nhé, đường kính nó tầm khoảng 34-35 thôi đấy, made in Japan đúng không ạ. Đây là hai con Seiko lộ tim, con vàng hồng với con vàng này này đúng không ạ. Còn đây là kiểu như là đồng hồ mấy cái nhỏ hay kiểu như là nữ ấy. Còn đây là nam này, đấy đường kính khoảng 41-42 mọi người nhé. SCVE051 này, đây tất cả đều giảm giá rất sâu, giảm xuống còn khoảng hơn 4 triệu một tí ở Việt Nam, ở Nhật đúng không ạ? Đẹp đúng không ạ? Seiko một cái giá đấy nó là thuộc dạng gọi là siêu đẹp rồi, siêu rẻ rồi, siêu đáng yêu rồi đúng không mọi người? Đây còn SRV004 này, đẹp không mọi người? Đẹp đúng không ạ? Đấy, có nó 3,5 triệu ở bên Nhật được con Seiko mặt đen, có đầy đủ lịch ngày, lịch giờ các kiểu đúng không ạ? Lịch ngày, lịch thứ tích hợp sẵn luôn, giảm 37%. Đấy, tuyệt vời đúng không? Đây lại còn Seiko kiểu dây dù, dây da của Thủy Quân này. Mấy con này thì nó hơi đắt một chút so với lại cái giá anh em muốn mua đúng không ạ? Ok, lại tiếp tục đi chỗ khác giảm giá cho mọi người nhé. Ví dụ đây là mấy cái dòng Citizen nhé mọi người nhé. Citizen này, mấy con này là mấy con Eco Ride nhé mọi người nhé, hàng là made in Japan mọi người nhé, đang giảm giá 53% kìa, đẹp không ạ? Mấy con này đường kính nó rơi vào tầm khoảng 42 gì đấy mọi người ạ, tầm khoảng 42 nhé mọi người nhé, tầm khoảng 42 đây, Eco Ride nhé mọi người nhé. Con này ánh sáng nào nó cũng sạc pin được đúng không ạ, giảm 51, 52%, 53% luôn, từ khoảng 7 triệu rồi xuống còn khoảng 3,5 triệu đúng không ạ? Đấy, 7,5 triệu xuống 3,5 triệu luôn. Giảm giá rất rất nhiều mọi người nhé. Đây, có con này nữa này. Giảm siêu sâu luôn. Con này đường kính nó tầm khoảng hai con ngoài bên phải ở bên trái nó rơi vào tầm khoảng đường kính nó khoảng 37 39 gì đấy. Con này đường kính nó 40 nhá mọi người nhé. Đường kính khoảng 40 nhá. Đấy, rất rất đẹp đúng không ạ? Eco Ride nha mọi người nhá, dây da và dây kim loại rất rất đẹp đúng không ạ? Anh em mà chọn con nào ấy thì là ấn cái chụp màn hình giúp mình nhá. Mình chuyên đi săn đồng hồ giảm giá cho mọi người gửi về Việt Nam mọi người nhá. Anh em nào mà muốn mua thì add số Zalo trên màn hình giúp mình nhá. Đây ví dụ con Citizen này, con này đường kính của nó nếu mà không tính đúng ấy thì chắc nó phải tầm 42 43 đấy. Trông nó hầm hố đúng không ạ? Quá đẹp luôn, Eco Ride, mấy cái dòng Eco Ride của Citizen này nó rất là nổi tiếng mọi người ạ. Giảm 50%. Giảm 50% nhé mọi người nhá. À, từ khoảng 10 triệu xuống còn khoảng 5 triệu chẳng hạn đúng không? Đấy, giảm siêu sâu luôn. Những cái dòng kiểu kiểu nó có 3 4 núm như này ấy thì là nó đường kính nó rất là lớn, nó cũng phải tầm khoảng 41 trở lên đúng không mọi người? 41 trở lên. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Rất đẹp, đây 54% luôn mọi người. Mình chuyên đi săn đồng hồ giảm giá nhé mọi người nhé. Anh em nào đang xem video ấn like giúp mình.
mình đi săn đồng hồ giảm giá chất lượng cao cho mọi người. Mấy con này là con cơ tự động này, có hai con cái dán cái mác trắng này, chịu nước 100 m này, cơ tự động mọi người nhé. Đường kính tầm khoảng là 40 41, rất đẹp đúng không ạ? Đang giảm 50% nữa mọi người nhé. Từ khoảng 12 triệu xuống còn khoảng 5 triệu, 5 triệu tư, 5 triệu 6 triệu gì đấy đúng không ạ? Đấy. Đẹp không ạ? Tiếp tục đây là 52% này. Giảm 52% luôn. Hôm nay mình đi lấy rất là nhiều đồng hồ ở đây. Đấy. Đây là big camera mình hay đi đây. Đây đi hôm nay trời nó mưa nên họ cho vào trong cái túi này, họ để cho mình. Lấy rất nhiều đồng hồ luôn đấy. Đấy, tiếp tục nha. Đây Eco Ride mọi người nhá. Đây tất cả là giảm giá này. Con này hai mấy con này nó còn giảm giá đặc biệt luôn đấy. Đẹp không ạ? Con này đồng hồ đôi ấy mọi người. Đồng hồ đôi này, anh chị nào mua con này tầm đường kính khoảng 39 40 cộng với con bên kia đường kính khoảng hai mấy nhỉ? 24 à? 23 24 gì đấy. 23 24 gì đấy đúng không ạ? Con này 6 kim này. Automatic cơ tự động 6 kim. Giá gốc nó tầm khoảng 21 22 triệu, bây giờ nó còn có 10 triệu thôi. Hơn 10 chưa 10 triệu đúng không ạ? Đấy, giảm 54% đấy mọi người nhé. Siêu siêu sâu đúng không ạ? Ok, tiếp tục sang đây. Nói chung là mấy con cơ tự động này mình nghĩ là hợp lý với mọi người này. Giá cực kỳ là hợp lý luôn ấy. Mọi người ạ. Rồi sang bên đây mấy con dòng cao cấp của Seiko này mọi người. Giảm 26 34% mọi người nhé. Dây da kìa. Mặt vàng hồng đẹp không ạ? Dây da màu nâu mặt vàng hồng nhé mọi người nhé. Wow wow wow. Mấy con Sari 131 này. Sari 131, 132 giảm giá 34% cho đến 21% đúng không ạ? Mấy con Sari này đẹp thật đấy. Con Sari là kính sapphire hết mọi người nhé. Đường kính nó rơi tầm khoảng 42 nhé. Con màu con màu màu vàng hồng này kính nó đẹp không ạ? Cái núm của nó nhìn rất là sang. Mình thích màu vàng hồng này đấy. Mọi người nhìn thấy không? Đẹp tuyệt vời luôn. Wow wow wow. Trong video này chỉ có hàng giảm giá mọi người nhé. Mình chỉ quay hàng giảm giá cho mọi người thôi. Đây con này giảm 28% này. Đây con Sari này vẫn 58.000 con Sari này. Con màu màu kiểu vàng cát này này. Thì nó chưa giảm giá. Nhưng mà nó về giá đặc biệt thôi chứ chưa giảm giá đúng không? Gọi là giá đặc biệt rồi. Siêu giảm rồi đúng không? Ok. Tất cả mặt Sapphire... Mặt Sapphire nguyên khối nhé mọi người nhá. Sari 165, 181 này, 183 này đúng không ạ? Rất đẹp. Đẹp tuyệt vời đúng không ạ? Đường kính của mấy con Sapphire này tầm khoảng 40, 41 thôi. 40, 41 thôi mọi người ạ. Con vàng hồng này đường kính nó tầm khoảng con Sari 028 này đường kính khoảng 35, 37. Nam nữ tay nhỏ, nam tay nhỏ, nữ tay vừa vừa đeo được. Đây. Đẹp không ạ? Sari, dòng Sari rất nhiều. Những cái con kính cong cong thì sẽ không phải là Sapphire mọi người nhé. Đẹp không ạ? Đang giảm 24% mọi người nhé. Mình chắc chắn là mình bán sẽ hợp lý, giá cả cực kỳ hợp lý và ship đến tận tay mọi người nhé. Mọi người cứ yên tâm là như thế, đúng không ạ? Đây. Đấy, lộ cơ góc 9 giờ giảm 31% mọi người nhé. CRV006 đúng không ạ? Màu cà phê rất đẹp. Mặt cà phê vành vàng hồng và mặt nó kiểu cà phê, hơi cà phê đen một tí đúng không ạ? Ok. Made in Japan nhé mọi người nhé. Đẹp không ạ? Quá đẹp. Đây có con mấy con Casio giảm giá đây mọi người, giảm giá còn có 2,7 triệu ở bên Nhật mới lại 4 triệu, 47% mấy cả 55% luôn mọi người, từ gọi là 6 triệu các thứ giảm xuống, 6 triệu 8 triệu giảm xuống, 6,5 triệu 8 triệu giảm xuống, kinh thật. Casio mọi người nhé, đường kính tầm khoảng 40, dây thép mọi người nhé, dây thép. Tiếp tục bên này có giảm 35% một Casio đây. Đấy. Nhiều không ạ? Đường kính khoảng 40 nhé mọi người nhé. 6 kim. Rất đẹp đúng không?
đường kính 40 nó dễ lên tay mà. Con này thì đường kính có vẻ là 39 40 gì đấy. Đây, năng lượng mặt trời nhé mọi người nhé, năng lượng mặt trời công nghệ cao đúng không ạ? Năng lượng mặt trời chịu nước 50m mọi người nhé. 50m là bơi nội thoải mái đúng không ạ? Đây cũng đang giảm 50% đây. Rất đẹp. Đây nhá mọi người nhá, tiếp tục hôm nay đi gặp mấy con kiểu thủy quân lục chiến, nó cũng đang giảm 50% nha mọi người nhá. Quay cho mọi người nhìn luôn. Ấy mọi người nhìn thấy giá nó kinh khủng không? Siêu sâu luôn nhá, 50% từ 11 12 triệu giảm xuống còn 5 triệu ở bên Nhật. 5 triệu ở bên Nhật. Rất đẹp đúng không ạ? Quay cho mọi người nhìn kỹ. Hôm nay mình sẽ quay rất chậm bởi vì là mình đang có thời gian nhá mọi người nhá. Nhiều khi mình vội thì mình không quay kịp ấy. Đấy, mặt của nó những cái con kiểu kiểu như này, mặt tầm khoảng 41 42 gì đấy. Đấy, tầm 42 đúng không ạ? Mặt là vòng bên gen chuyển động nhá mọi người nhá. Đây có mấy con Orient Star này, lộ cơ đúng không ạ? Cũng giảm 50%. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy. Đang giảm 50% này mọi người, đẹp không ạ? Mọi người nhìn thấy cái mác của nó bị kiểu nó bong bong không? Bởi vì sao? Bởi vì họ để lưu kho lâu quá ấy, họ không bán được cho nên cái cửa hàng này nó giảm giá thôi. Chứ các cửa hàng khác không có chuyện là những cái con như này nó giảm giá đâu mọi người ạ. Đấy. Thấy cái anh bán đồng hồ này, anh bảo là nó giảm giá thì khoảng trong tháng 8 này thôi mà. Nếu không hết thì khả năng là nó cũng gửi lại nhà sản xuất, chứ nó cũng không giảm giá thêm vì đồng hồ trước bao giờ tôi thấy nó giảm quá 50%. Là thế. Chưa bao giờ thấy nó giảm giá quá 50% đâu. Ok. Đây tôi đang mượn. 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 Đây tôi đang Đây tôi đang mượn. Đây tôi đang mượn. Wow, Orient Star này. Mặt màu trắng nhá, và bên gen màu đen. Ở trong đây thì sao? À, 50% luôn. Dây dù nhá mọi người nhá. Dây dù nhìn rất là ngầu đúng không ạ? Con này nó rơi vào tầm khoảng đường kính 40, 41 gì đấy đúng không ạ? Rất dễ lên tay. Đấy. Đây không phải là hàng cũ nhá mọi người nhá. Hàng mới 100% bảo hành quốc tế nhá. Bảo hành quốc tế mọi người nhá. Chứ không phải là không có bảo hành đâu mọi người ạ. Ok, tiếp tục tôi đến chỗ 50% khác cho mọi người nhé. Đây tiếp tục đến năng lượng mặt trời mọi người nhé. Năng lượng mặt trời cũng giảm sâu của Citizen mọi người nhé. Cái công nghệ năng lượng của Citizen nó rất là phát triển, nó cực kỳ, nó đi đầu thế giới luôn. Đấy. Quá đẹp đúng không ạ? Cái con ở giữa này tầm khoảng 42 nhé. Còn này con nhỏ nhỏ bên cạnh như là hồ nữ mọi người ạ, đang giảm 48%, còn khoảng 3 triệu, có bên cạnh là khoảng 3 triệu mốt đúng không? Còn tiếp theo cũng thế 3 triệu mốt đúng không? Giảm 52 đến 55%. Đẹp thế. Vàng hồng này mọi người. Công nghệ năng lượng mặt trời của Citizen là vô địch thiên hạ đúng không mọi người? Đây. Giảm nhiều lắm ấy. Mọi người tranh thủ mua. Tranh thủ mua cái lúc giá nó giảm thì nó rẻ mọi người nhé. Nó rẻ mà nó được cái hàng chất lượng, tội gì mình không mua đúng không ạ? Đấy, giá đây là 55% này, mọi người nhìn thấy không? 55% luôn. Siêu siêu rẻ. 52% này, Eco Ride này. Eco Ride. Quay gần cho mọi người nhìn cái con này nhé. Đẹp không? Đẹp, bọc nguyên trong túi ni lông này, hàng 100% mới nhé mọi người nhé. Mọi người đừng hỏi là hàng cũ hay là hàng gì nhé. Vì nó là hàng mới 100% ạ, vàng hồng rất đẹp. Giảm 50%. Ok, tiếp tục với hàng giảm giá nữa mọi người nhé.
Đây, đây là Citizen mọi người nhé. Dòng Citizen này thiết kế của nó cũng rất là đẹp. Vàng hồng này mọi người, kiểu đồng hồ đôi ấy. Kiểu đồng hồ đôi mọi người. Đấy, giảm 36-37% mọi người nhé. Hai cái Seiko này, cái Seiko to này đường kính nó tầm khoảng, à cái Citizen vàng hồng to này nó rơi vào tầm khoảng đường kính 41-42 đúng không ạ? Còn cái nhỏ kia thì tầm khoảng 23-24 đúng không? Đấy, giá của nó tầm khoảng 4 triệu 2 cả hai con đúng không? Mỗi con 4 triệu 2. Đây con màu trắng này. Đẹp thật. Mọi người nhìn qua video ấy thì có thể nó không được đẹp ấy, không được đẹp bằng tôi nhìn trực tiếp đâu. Tôi mê lắm. Đây mấy con này đều là hàng nội địa Nhật hết mọi người nhé. Ai đang xem video thì ấn like video giúp mình với. Đây ạ. Tôi quay trực tiếp tại cửa hàng tôi thường đi mua đúng không? Cái hệ thống này là cực kỳ nổi tiếng ở bên Nhật về cái đồng hồ, về hàng điện máy. Giống như kiểu điện máy xanh ở mình ấy, chứ không phải là mua kiểu lẩm khẩm đâu mọi người nhé. Tôi mua trực tiếp ấy, bảo hành như ở Việt Nam luôn mọi người nhé. Và hàng chuẩn. Đây là đồng hồ đôi mọi người ạ. Đây một con Citizen NK00214 này. Giảm 30%, mặt xanh. Mặt xanh vàng hồng, dây da màu nâu đúng không ạ? Giá rất đẹp, tầm 7 triệu. 7 triệu gì đấy đúng không? Wow wow wow, sao giảm giá nhiều dữ. Đây đây đây, có con này giá đặc biệt này mọi người. Giảm 32% này. Đẹp, tuyệt vời đúng không ạ? Đây, giảm 32-40% đây. Ôi giời ơi mọi người ơi, còn có 4 triệu 2 thôi. Mấy con Citizen cơ tự động này. Đẹp thế. Dây kiểu dây da nì ấy mọi người. Da nì. Mặt xanh rêu và mặt kiểu màu xanh 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 kiêm với cả không phải đen nhé. Mọi người nhìn này nhưng không phải là đen, nó kiểu một xanh xanh đậm ấy. Kiểu một xanh đậm ấy mọi người. Đây con này đẹp không? Giảm 31%. Cái mặt đeo của nó rất đẹp nhá. Cái mặt đeo của nó cực đẹp luôn ý. Con này ở ngoài nó cũng là màu xanh nhá, không phải màu đen đâu mọi người ạ. Kiểu màu xanh đậm. Kiểu màu xanh đậm. Ok. Đẹp không ạ? Tôi chỉ quay giảm giá thôi nhá. Có những con không giảm giá thì cũng muốn quay lắm, nhưng mà nói chung là cố gắng quay hàng giảm giá để cho anh em mua đúng không ạ? Đây 30% đây. Là dây da màu nâu này. Gọi là có kim dây ở góc 6 giờ và mạ vàng tất cả ở bên trong đây mọi người. Đẹp tuyệt vời. Cực kỳ luôn đấy. Con này cái đường kính của nó rơi vào tầm khoảng 40 đến 42. Mình khoảng khoảng thôi nhé mọi người nhé. Đây giảm 50% off. Cái này mới giảm thôi mọi người ơi. Mới giảm. Mới giảm thôi. Đẹp thế. Chịu nước 100m. Của Citizen thiết kế, Orient thiết kế mình thấy là đẹp. Seiko thiết kế có khi không đẹp bằng đâu, nhưng mà Seiko thì nó giá trị. Nó thiết kế tinh tế hơn đúng không ạ? Giảm 54% luôn mọi người. Dòng này cao cấp. Dòng này cao cấp rồi. Nhưng mà nó giảm sâu lắm. Siêu cao cấp. Khá là cao cấp đúng không ạ? Ok. Đây như con này chẳng hạn. Đang off 54% này. Mọi người có thể nhìn nó không rõ đấy. Đường kính khoảng 40 nhé mọi người nhé. Giờ sang đồng hồ nữ nè. Nữ cũng giảm. Đừng, nữ cũng giảm mọi người nhé. Nữ cũng giảm kinh luôn. 50%. Đây. Đây. Nữ đây ạ. Giảm nhiều lắm mọi người ạ. Đây có mấy con Sun Moon này. Quay tiếp tục Sun Moon cho mọi người nhìn nhé. Sun Moon đây. Hôm nay nó đang giảm 30% mọi người ạ.
30%, 32%. Nó đang giảm mọi người nhé. Nhiều lúc nó không giảm, nhiều lúc bất chợt nó giảm. Và 4%. Nhiều lắm ạ. Ok mọi người. Mấy con này đường kính nhỏ này, đường kính tầm 40 gì đấy, 39, 40 đúng không ạ? Thị sĩ số 1 thì Nhật chắc chắn là đứng số 2 rồi. Nói chung là nó cũng xem nhau, một nước số 1, một nước số 2 đúng không ạ? 1, 2 nó không rõ ràng lắm. Đây có chiếc Orion này. Orion kính cong này, bằng hồng này, nó đang giảm có bao nhiêu? 34% thôi. Đẹp lắm mọi người ạ. Đẹp tuyệt vời đúng không ạ? Đây con này made in Japan nha mọi người nhé. Ở đây có hai con này thì là đây, Japan Movement rồi. Japan Movement rồi, nó không dán ấy, made in Japan ấy. Thì là Japan Movement mọi người nhé. Thì Japan Movement tức là nó là công nghệ của Nhật nhưng sản xuất ở một nước thứ ba. Đấy, một nước thứ ba thì nó không ghi nước nào đâu mọi người. Có thể là Trung Quốc, Hồng Kông hoặc mấy nước Đông Nam Á mình chẳng hạn đúng không ạ? Đấy. Thì nó không gọi là hàng nội địa Nhật nhé, mà nó chỉ là công nghệ Nhật thôi. Và nó bán giá rẻ hơn so với những cái hàng nội địa Nhật thực sự. Đúng không ạ? Nói chung nó vẫn mang công nghệ của Nhật. Nếu anh em nào mua thì vẫn cứ ok đúng không ạ? Đấy, Movement nhưng mà Movement tại Nhật nhé. Không phải Movement anh em mua tại Việt Nam làm khẩu. Đẹp đúng không ạ? Đây đây đây. Con này giá đặc biệt. Kiểu mặt màu xanh. Đẹp đúng không ạ? King Driver. Giá đặc biệt luôn. Đấy. Đẹp. Mấy chiếc này cũng đang giảm 30% này mọi người. Đang giảm 30%. Con này mình lấy rất nhiều rồi. Đây. Chiếc này mình lấy khá là nhiều rồi. Giá của nó đây nhé mọi người nhé. Đang giảm 30% từ khoảng 11 triệu xuống còn khoảng 7 triệu. Đây đây đây, mấy cái chiếc này giảm mấy kinh nhỉ, 50%. Vàng hồng này. Vàng hồng đây mọi người. Rồi, loại này đường kính khoảng 42 nhé mọi người nhé. Đây. Màu xanh rêu rất đẹp. Mình cũng lấy nhiều lắm rồi. Đúng không ạ? Ok. Con lộ tim này. Con lộ tim kính cong. Giảm 50% ạ. Đây. Con này nhìn ở ngoài ấy, thì nó là màu kiểu không phải đen hẳn đâu mọi người ạ. Cái con này này. Đấy, trắng đây. Mình cũng đã lấy rồi. Giá giảm đặc biệt 50% cho mọi người. Orient. Con nào mà nó có cái tem màu đen ấy, đây, automatic ấy, thì là được cơ nhé mọi người nhé. Tem màu trắng thì là đồng hồ pin. Pin. Đúng không ạ? Giảm giá rất nhiều. 14.000 này. Con pin này có 14.000 này. Đây. Kim mạ vàng hồng này. Một con cơ, một con pin. Khi con cơ thì nó đắt hơn tầm 1,5 triệu đúng không ạ? Siêu siêu rẻ. Ok.